Hôm nay là ngày 15 tháng 7 năm 2019. Lúc bây giờ là 6 giờ. Mà nếu không lộn thì thôi để ấy đó, đó là bôi giờ lộn mấy bam chứ mấy gì bam mà bỏ đất không cho tốn tiền bam. Mẹ ông vô, còn dùng nó thêm bam bỏ đất không trước coi như bây giờ đâu nhảy ra cái nào có cỏ nó đơn đây chôn cho có gì từ giờ. Còn bam á thì bỏ thì đất thì nó còn lại ngốn. Thôi là điểm. Nó cháy cây gốc. Trái cái đó rồi nó nứt cái máy liền thì cái thì lồng và lồng cho cỏ nó ba mình đốm về cũng mất mấy trăm ngàn chứ bình thường sao con thổ nó lấy con cam nè để vườn nó lấy có 60 mấy bây giờ quyết công an chuyện lồng cho nó nhờ nó mới lái qua dạy cho nó đất vậy đó. Dạ, bà đang lồn vậy đó không? Nó dạy cho bà giàu lắm á chứ không phải. Dạy cho bà đang chạy nước bếp tiều cháy rồi đây. Khoai bà nó có cho được chục nồi ăn xóm đâu mà. Ông cho ông chủ đi nó mở sản thôi. Biết gì đi mở sản mất mà không có cho đồng nồi ăn xóm không biết gì nữa. Họ kêu mày đi qua cho vui biết gì. Ông cho ít cam nhưng mà ưu tiên. Ê, chứ này có bạn thái như hồi xóm giờ tôi đi. Lúc bạn thái hồi xóm giờ tôi đi biết mấy cánh đồng rồi mở sản mở chân rồi mà. Cho ít đồng ăn xó rồi chứ nó mà giờ bắt đầu chặn nước bát đây ô hề đứa ba đứa nha cái giống bắp mà út xung kìa ba chỉ cái giống bắp gì đó mà cái té cũng múc khẩu cứ trên giống bắp đây là chín một chín đây ê chín ba chín gì đó múc khẩu luôn á. Chưa lồm dưa leo nè ngang. Thì lồm.